giữa câu lạc bộ Viettel và cầu thủ Nguyễn Mạnh và Khắc Ngọc. Màn hợp đồng mà Nguyễn Mạnh và Khắc Ngọc ký với câu lạc bộ Viettel đều có thời hạn là 3 năm. Giá trị của thương vụ này không được các bên tiết lộ. Đây là hai cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường V-League và đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Việc rời Sông Lam Nghệ An gia nhập câu lạc bộ Viettel là bởi cả hai cầu thủ đánh giá rất cao cơ sở vật chất và tiềm năng phát triển của câu lạc bộ Viettel. Họ rất hạnh phúc với bản hợp đồng cùng các hậu duệ thể công. Mình cũng muốn tìm kiếm thử thách mới nên là mình thấy câu lạc bộ Viettel có những môi trường tốt nên mình muốn đến đó. Thì nói chung là cũng có Hải và anh Hoàng ở đó thì mình biết là đấy là có cơ sở vật chất tốt về sân tập, về có những cái điều kiện tốt ạ. Gia nhập cho Viettel thì em cũng có suy nghĩ rất kỹ. Thì em nghĩ đó là một môi trường rất tốt để mình có thể phát triển hơn bản thân mình hơn nữa. Thật sự là trước lúc gia nhập Viettel thì có rất nhiều đội cũng có liên hệ với em, thì lúc mà bắt đầu em thấy cảm thấy là có Hải với anh Hoàng ở ngoài này thì cũng được hai người kể về Viettel nhiều, thì em cảm thấy là rất tốt, thì mình suy nghĩ một tí là mình có thể gia nhập Viettel luôn. Trần Nguyên Mạnh sinh năm 1991, chơi ở vị trí thủ môn, còn Hồ Khắc Ngọc sinh năm 1992, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cả hai cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Gắn bó với Sông Lam Nghệ An từ năm 2007, Nguyên Mạnh từng một lần đoạt chức vô địch V-League năm 2011 với tư cách cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Khắc Ngọc bắt đầu khoác áo Sông Lam Nghệ An từ năm 2012 và vài năm gần đây trở thành ông chủ tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Ngay sau khi ký hợp đồng, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc đã cùng với các đồng đội mới bước vào tập luyện theo giáo án của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Nếu như Nguyên Mạnh được biết đến như một người nhện vững chắc trong khung gỗ, thì Khắc Ngọc được đánh giá là ngôi nổ quan trọng trên mặt trận tấn công. Cả hai đều đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây đều là những vị trí mà ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel đánh giá cần được bổ sung để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Thật sự đầu tiên thì em cũng cảm thấy là hơi áp lực một chút, nhưng mà theo em nghĩ thì mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình phải vượt qua. Thì trước tiên là em cố gắng thể hiện hết sức trước các buổi tập để mình có thể ghi nhận từ ban huấn luyện. Hiện tại đang có một số người cùng người Nghệ An thì đó là một cái thuận lợi cho em để em có thể hòa nhập tốt với đồng đội. Gia nhập thì em nghĩ là em sẽ có mục tiêu của em là cố gắng với là đi cùng với Viettel là mùa giải tới là đạt cái thành tích tốt nhất có thể cùng câu lạc bộ. Đến câu lạc bộ hiện tại đang có nhiều cầu thủ trẻ nên là cũng nâng cân nhiều kinh nghiệm trận mạc, nên là em đến thì cũng hy vọng được hòa nhập với các đồng đội để có thể thi đấu tốt hơn, sẽ cố gắng chơi tốt dần dần để con đội có vị trí tốt trên bảng xếp hạng V-League năm sau. Với những sự bổ sung chất lượng này, đúng như lời tân huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng từng chia sẻ, đội bóng quân đội cho thấy mình sẽ là đội bóng rất đáng xem ở mùa giải tới. Và chắc chắn, mục tiêu của các hậu duệ thể công đặt ra cũng sẽ không thấp hơn vị trí thứ 6 mà họ về đích ở mùa giải đầu tiên.